Facebook developer đó, tôi sẽ bấm vào Meta Connect, Meta for Developer. Đây, thì ở cái chữ ứng dụng của tôi thôi. Hiện nay việc phát triển web app đang trở nên phổ biến hơn và việc tích hợp các chatbot của bên thứ ba là một điều khá là cần thiết và giúp giảm thời gian của người sử dụng phải đăng ký cái tài khoản trên trang web của mình là phải này có thể thông qua của bên thứ ba đã cung cấp các token hoặc các thông tin mà để tích hợp dễ dàng cho việc đăng nhập thuận tiện hơn cho người sử dụng. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu về một phần đăng nhập bằng Google và Facebook. Và đó đến phần đầu tiên đó là phần đăng nhập bằng Google, bằng cái tài khoản Google trên máy. Đầu tiên để có thể tạo được một ứng dụng đăng nhập bằng Google, trước tiên sẽ cần phải tạo một cái gọi là một cái app trong Google Console. Cái app nó tượng trưng cho các trang web của chúng ta, nơi mà ta gọi tới để lấy các token. Chúng ta search trên Google với từ khóa là Google Console. Tiếp theo, ta bấm vào cái link đầu tiên, Google Cloud Console. Đó thì mọi người tạo tài khoản Google nhé. Khi vào được đến đây, đây, cái đây là các app, các project mà mình sẽ tạo để có thể sử dụng chức năng đăng nhập bằng Google. Đây là các project mình đã làm, và mình xóa bớt lên. Mình sẽ tạo một project mới, đặt tên này này, test Google Login, mình lắm. Chắc thì mình để tổ chức này không có tổ chức nào hết, mình bắt đầu cười ấy. Đây, quá trình tạo nó sẽ bắt đầu. Việc tích hợp đăng nhập Google thì có rất nhiều trang web sử dụng, nó tiện cho người dùng đó thôi mà. Thì sau khi tạo xong thì mình sẽ bấm vào cái phần đây 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 và chọn cái project mới tạo này, cái Google đó. Đó, xong mình bấm vào cái phần bạn dấu option, cái panel navigate bên phía bên trái. Mình tìm phần API service, mình bấm vào phần credential. Ở đây nó bắt mình, nó kêu mình này nhớ là phải config cái OAuth consent screen, lấy cái thông tin về cái app, nhớ là phải bấm vào config. Đó, nó sẽ chuyển hướng mình đến đây, mình sẽ chọn external để các Google account khác có thể truy cập được vào và đăng nhập và lấy thông tin, chứ đừng chọn internal nha. Internal này nó chỉ phù hợp cho các nó chỉ là cái tài khoản trong một tổ chức thôi, nghĩa app ở ngoài không sử dụng được, mình phải chọn external bên ngoài, create nhập thông tin ví dụ như app và Google mới đăng tên gì cũng được ha, email support là có gì là nó sẽ gửi email mình hỗ trợ. Ok, để gửi mail tới email mình cũng mấy cái này phải, có thể bỏ trống đây, contact mình điền mail này của mình vào, mấy chỗ khác mình có thể bỏ trống rồi đi xem là continue đó. Đây nó báo lỗi là chưa cái này như có mail khác dùng rồi, mình sẽ dùng cái mail khác nữa. Tình xét đó, nó không báo lỗi gì hết rồi. Mình nó bị cái tên nó bị sai, cái tên nó phải đúng với cái tên ban đầu trên đây nha, cái tên app của mình. Cái này bạn có thể bỏ qua, mọi người có thể bỏ qua, không cần chú ý với này. Vâng, sau khi nó tạo xong thì mình bấm quay lại cái credential này. Đó, bấm này, nó hết điện thông báo là mình đã tạo xong rồi, mình bấm vào create credential. Bấm này, mình chọn là client này đi. Đây, nếu muốn dùng cái này Google thì mình dùng cái này ha. Client này đi. Đây, cái thứ hai này. Bấm vào. Đây, loại app của mình. Ok, mình đang muốn web, web app thì bấm web app. Đặt tên. Không dụ là tên. Tên. Mình tên này giống cái kia thôi không? Đó. Đây đây là mình chọn cái nguồn cái đây cái này đơn giản là mình chọn cái địa chỉ
cái địa chỉ để trang web của mình thôi, cái địa chỉ ban đầu thôi. Ở đây, ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái project bằng React đơn giản, mình sẽ chạy cái project này trước. Đây. Mọi người lưu ý là React thì mình cái cổng 127.0, cái domain 127.0.0.1 ở trên máy chúng ta, và chúng ta không thể để lên đó thì không có tác dụng, mà chúng ta phải chuyển qua localhost. Copy này, dán vào này đó, sẽ dán thêm một cái chỉ có localhost thôi đó. Nếu có bọt thì dán thêm bọt về localhost, nhớ là phải đủ hai cái gì đây nha. Còn cái phần Fedora Redirect là sau khi đăng nhập xong nó sẽ redirect đến địa chỉ nào, cái này mình không, hiện tại mình không dùng nên không điền vô, mình vẫn create. Đó. Các bạn download cái file JSON này về để lưu lại cái những thông tin về cái này ha, mình đặt bảo mật ra không bị lỗi rồi. Đó. Và bảo mật file này cái 5 lớp cái này đi, mấy cái này phải thông tin này phải bảo mật ta. Đó, ok. Tập thế là mình đã tạo được một cái chứng chỉ đăng nhập ha. Thì Google bấm vào đây. Mày gì ra thông tin cho mình. Bây giờ mình sẽ copy. Được, à, mình cái ứng dụng demo của mình ở đây là dùng React JS nên mình sẽ cài cho bị React Google Login. Thì đó. React Google chứ. Cái tên thư viện này React Google ha, mình cài cái này. Là làm theo hướng dẫn này. Ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn rồi ha. Đây là Google Login. Theo hướng dẫn của nó thì mình phải cung cấp cái client ID là cái mình vừa mới tạo cho cái project này. Đây. Client ID là cái này. Đó, cái này copy này. Copy vào trong đây. Chuyển vào trong đây ha. À, mình có thể quay đây và kiểm tra thấy được chưa nhỉ? Đó. Sau khi đúng đây, đúng cái ID, đúng cái client ID dán vô, mình để một cái app đây, các bạn nói này, app này tên là test Google login, nó sẽ là cái hiển thị, nó sẽ là cái hiển thị ở đây. Đó, bạn thấy không, để tiếp tục sử dụng test Google login đây, nó sẽ là cái hiển thị ở đây là tên app của bạn, các bạn có thể custom theo ý mình. Đó. Đó, sau khi mình chọn ví dụ mình chọn tài khoản đăng nhập, chúng ta cũng này đó, mình xác nhận mình muốn đăng nhập, xác nhận đó, nó sẽ trả vào cho mình một cái token đó, cái này cái JWT bình thường đó, mình có thể giải mã đó, giải mã này mình nó sẽ chứa thông tin về tài khoản Google của mình như là email, trạng thái verify đó, và tên EBT, tên EBT ngày hết hạn, là một tiếng sau nó sẽ cần hết hạn. Okay. Với cái thông tin này mình có thể gửi về cái backend của cái web mình, của cái trang web của mình để có thể xử lý về đăng nhập cho người dùng. Ok, đơn giản phải không anh? Cái phần đăng nhập về Google này cái đơn giản ha, không có gì đâu. Cái phần tạo cái này theo cái bước đó là xong rồi. Okay. Sau khi có được thông tin thì cái thông tin này có đã được gửi tới bác em xử lý vài mã thông tin và có thể đăng ký tài khoản cho người dùng về đăng nhập vào. Còn demo về Google Login đó thì là hết rồi. Các bạn xem kỹ video làm theo từng bước là có thể làm được. Tiếp theo để đến với một phần khó hơn, đó là đăng nhập bằng Facebook thôi. Thì Facebook những năm gần đây nó có giới hạn về cái phần có thể sử dụng chức năng đăng nhập Facebook nên nó sẽ không khó khăn. Sẽ có thể trên môi trường develop. Các bạn có thể làm theo hướng dẫn. Đầu tiên chúng ta lên Google và search với tên là Facebook Developer. Đó. Chúng ta bấm vào Meta Connect Meta for Developer. Đây, mình ở cái chữ ứng dụng của tôi ha. Mình bấm vào ứng dụng của tôi. Đó. Đây cũng giống như bên Google ha, mình cũng cần phải tạo một project, một ứng dụng để người khác có thể truy xuất tới đó và lấy thông tin thôi, hay gửi thông tin.
sẽ bấm vào tạo một ứng dụng khác. Cho phép mình chọn cho phép mọi người đăng nhập mình đây. Thì tại những năm gần đây thì Facebook nó phải yêu cầu xác minh doanh nghiệp thì nó mới cho, còn đây mình sử dụng làm việc test thôi. Còn những ai kinh doanh thực sự thì mình có thể đăng ký giấy phép doanh nghiệp để có thể được cấp quyền cho Facebook hơn. Vẫn là tiếp mình chọn cho phép đăng nhập mình sẽ có tiếp đó. Ở đây mình đặt cái ứng dụng này ha, đặt là tiếp tiếp Facebook login đây, mình đó chọn luôn kinh doanh, phải có kinh doanh đó, phải có mấy kinh doanh thì nó mới được duyệt. Ở đây mình test thôi nên là không cần, nó không bắt buộc mình bắt phải ứng dụng. À nó bắt cái trong tên không được chứa được Facebook ha, mình đặt ra là cái bài. Dạ. Thế thôi kìa. Rồi mình đặt cái thông tin thôi. Bắt thảo dùng. Rồi ra quá trình tạo hồng thấp. Sau khi tạo được ứng dụng, chúng ta có một cái ID ứng dụng. Mình sẽ phải giữ bí mật ID này ha. Đầu tiên mình bằng vào cái trường hợp ứng dụng này. Trường hợp sử dụng, bấm vào trường hợp sử dụng. Cho phép đăng nhập. Xét cập về hiện tạo tài khoản, bấm vào tùy chỉnh, mình sẽ thêm quyền email đem vào ha, lên mạng, sau đó mình tiếp tục mình tùy chỉnh OAuth thì hướng free đến tab này nha. Đây cho một lưu ý này, cái app này cái muốn đăng nhập vào Facebook là phải được gọi từ các tên miền có bảo mật là HTTPS thôi. Có HTTP thì không được, phải gọi cho HTTPS đó là điều bắt buộc. Bật thêm chức năng này nếu bạn muốn sử dụng cái gói JavaScript SDK để đăng nhập vào Facebook mình làm bên. Miền đó là mình sẽ copy cái miền này. Dán vào. Đó. Miền của trang web mình ha, mình có thể dán nhiều cái ở đây. À, mình bấm lâu hiện. Có thể trong này có một cái số cái cài đặt tên miền ảnh và vân vân vai trò. Mình có thể thêm người khác với các bài trò khác ở trong cái phần kiểm tra này. Xét phân. Nếu mình muốn click được cái ứng dụng này á, thì mình phải lại phải xác minh với tài khoản doanh nghiệp đó. Còn ở đây mình đi phục vụ mình test cơ học tập thì có thể không. Sau đó mình copy cái ID ứng dụng này trong cái phần mình sử dụng React, nó sẽ có một cái viền React này của công ty này. Đây. Đây, các bạn cài đặt và theo hướng dẫn trong đây ha. Theo hướng dẫn trong đây thì mình có cài đặt thư viện rồi. Và theo hướng dẫn trong đây thì mình cần cái dán cái ID này đó. Mình cần dán cái ID và cái phần Facebook login này. Cái này là cái thư viện thôi ha. Mình đã chuẩn bị đăng Facebook mình bấm Facebook login. Đó. Đây, cái app của mình. Cái app Facebook của mình có tên là Test Login. Đây. Cái app nó sẽ giống đâu ha. Test Login đang yêu cầu. Nó sẽ phải giống với tên app này thôi. Bởi vì mình cung cấp đúng cái ID mà. Cái yêu cầu để login vô. Đây, xong rồi. Đây, xong mình bấm tài khoản. Đây là ở tài khoản test. Thì mình bấm tiếp tục dưới tên này đó, sau khi xác thực xong nó sẽ trả, nó sẽ xác thực được thành công tài khoản Facebook, nó cũng sẽ trả về một cho mình cái token cùng với tên của Facebook mình sơn token này một cái token cũng như là user ID vân vân. Token này mình có thể
gửi lên cái back end để có thể xử lý. À, năm nay mình cũng có thể lắp cái response. Đó. Cái report cái login mình cũng có thể lấy được name nè, email, phần picture ID, avatar đó, picture URL. Một phần mình sẽ lấy một thông tin và dùng những thông tin này để đăng ký. Ok, những thông tin này để đăng ký tài khoản cho người dùng sau khi login. Đây, còn để chạy thực tế thì các bạn phải yêu cầu xét duyệt các ứng dụng và bật xác minh doanh nghiệp lên ha, lưu ý ha, yêu cầu phải làm yêu cầu xét duyệt ứng dụng. Đây, các bạn phải yêu cầu xét duyệt các bạn nhớ là phải gửi yêu cầu xét duyệt ứng dụng về đây, mình bấm này gửi xét duyệt là xác minh doanh nghiệp nè, và phải xét duyệt ứng dụng ha. Nó phải xét duyệt khi được lý do doanh nghiệp tại Facebook nó làm khó mình, nên phải mình phải làm cái bước đó mình có thể đưa vào sử dụng thực tế được, còn không thì chỉ có thể sử dụng trong môi trường gì về lớp lấy được một số thông tin cơ bản như vậy thôi ha. Đó, đó là các bước, các quá trình thực hiện việc config cái đăng nhập về bằng Google và Facebook ha. À, mình test lại lần nữa đây. Nó vẫn chạy về đúng thông tin của mình ha. Mình phải đăng nhập nó sẽ chạy về thông tin. Đây. Đây. Có thể, rất đơn giản mà không nào. Các bạn có thể làm theo và có thể thêm những chức năng hay ho này vào ứng dụng viết của mình. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chào các bạn nhé.